chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm của Takeo, đó là chiếc máy sát gạo nghiền đa năng. Sau đây là một số chi tiết của máy. Đây là phễu chứa thóc. Đây là đầu sát của máy. Đầu chà trắng. Núm điều chỉnh độ trắng của gạo. Đây là sàn rung 3 cấp. Bên này ta có, đây là phễu chứa nguyên liệu để cho máy nghiền bột. Đầu sát nghiền bột. Công tắc đảo chiều. Đầu ra. Sau đây tôi sẽ đổ gạo vào và xem chiếc máy này sát ra như thế nào. Chúng ta cấp nguồn điện cho máy. Sau đó bật công tắc. Gạo nguyên của máy. Bên này chúng ta có gạo bể và tấm. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.